Vâng, trong khi đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi được coi là thành phố sôi động nhất cả nước với đa dạng các loại hình văn hóa giải trí. Trong những ngày này, không ít người dân thành phố vẫn tìm đến với các tụ điểm sân khấu hay là phòng trà, nơi vẫn mở cửa nhưng mà giới hạn với số lượng người và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không khó để bắt gặp những hình ảnh này trước IDCAP, sân khấu kịch duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh không ngừng diễn trong mùa đại dịch. Không ngại trời mưa gió, đeo khẩu trang hay phải đo thân nhiệt, khán giả vẫn rất hào hứng khi vở kịch họ trông đợi sắp bắt đầu. Và tung hoành trên sân khấu không ai khác chính là những gương mặt vàng trong làng giải trí. Nhu cầu giải trí thì lúc nào cũng có, nhưng mà nó vào một cái thời buổi như thế này rồi thì mình không có sự lựa chọn nào hết. Và thực ra thì cũng rất là bức bách. Đâu có thể nào đi xa được, cũng không thể nào mà đi nhảy nhót hát ca được, thì mình chỉ chọn những cái dịch vụ giải trí như là đi xem kịch và xem phim. Đó, thì bây giờ giống như nơi nào mà còn ấy thì mình tranh thủ mình tới. Thường trong mùa dịch đó là chủ yếu là em sẽ ở nhà xem phim hoặc là trò chuyện với bạn bè. Đó, nhưng mà thực sự là em cũng phân vân lắm, nhưng mà em đã cố gắng hết mình lại để tìm được tấm vé đi xem cái vở Cậu Đồng này. Trước đó, hai suất diễn của Cậu Đồng trong tháng 7 của sân khấu này cũng đã cháy vé. Và khi trở lại trong đúng đợt dịch thứ hai, nó vẫn tiếp tục thu hút một lượng lớn người xem. Có thể nói, các suất diễn đã không chỉ giúp khán giả thỏa mãn cơn khát giải trí giữa mùa dịch, mà còn là tình cảm thương quý của chính họ dành cho những anh chị em nghệ sĩ. Khi mình diễn hay sân khấu để cáp cái vở Cậu Đồng này, khi mình nhìn xuống khán phòng thấy khán giả đeo khẩu trang không, mình không thấy đầu người mà mình thấy màu xanh không, mình tự nhiên mình thấy mình xúc động, mình thương là khán giả còn thương nghệ sĩ của sân khấu kịch IDCAP quá. Vào những cái suất trước đó, trời rất mưa rất là to, mà gần như là mưa suốt từ chiều cho đến lúc mà khoảng 11-12 giờ, nhưng mà anh em nghệ sĩ ở trên sân khấu kịch IDCAP diễn đó, thì lúc mà chào khán giả nhìn xuống khán giả vẫn đầy ắp tiếng cười cũng như là không có khán giả nào bỏ ghế cả. Hiện tại thì có nhiều cái trò giải trí lắm, nhưng mà kịch nó là một cái trò giải trí rất là đặc biệt. Mà với lại là thời buổi hiện tại á, thì mình đi lang mang ngoài đường hoặc là mình vui chơi giải trí ở trong cái quán bar kia đó thì nó cũng không có được ổn lắm. Nhưng mà thật ra là vừa đi coi kịch nó vừa giải trí mà nó vừa có những cái kiến thức rất là hay. Bên cạnh sân khấu kịch thì ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày này cũng diễn ra những đêm nhạc được tổ chức dưới hình thức live stream trong một không gian ấm cúng với lượng khách mời hạn chế. Những hoạt động này giúp cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người dân thành phố. Không những thế, nó còn có ý nghĩa thiết thực khi thường xuyên kêu gọi, quyên góp ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân Đà Nẵng. Đó chính là những gam màu tươi sáng, mang lại niềm lạc quan là Đà Nẵng nhất định sẽ vượt qua cơn bão Covid. Việt Nam chắc chắn sớm đẩy lùi đại dịch.